Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ bắn cẩu 3Z Bon Beat. Đây là chức năng đổi màu bên CF QQ. Hiện tại bên mình thì chưa được update, mình sẽ bắn cho anh em test thử. Rất là đẹp. Chúng ta có thể thoải mái chọn màu sắc cá tính, khoe tự tin. Bây giờ sang đây mỡ mà hút tơi. Mình nghe tiếng tin pi tiết eo nó vang lên thì nó thật cuộc đời các bạn. Nó đến một cái trang mới rồi, một cái trang nó không lâu ra là sáng sủa cả. Ui ôi. Mày định lên đây em mỡ một húp nha, tuy pinh giật nhưng mà mình vẫn chấp nhận. Mình slap hết, trúng thì không trúng thì tạch thôi. Ủa mày quá, cái y tá nó chạy hướng kia rồi. Mày nó cứ nhầm nhầm, mình cảm thấy ghê ghê. Riêng bạn sang đây nhá, mình sẽ tặng bạn một câu đó là: chết mẹ mày chưa, cái tội dình tao, thức đền dình tao, xong đéo chém được. Rồi mai sau mày làm gì cho zombie. Ôi trời ơi, cái gì thế này, định mệnh. Sao chưa gì chị em nhà Thúy Kiều đã ra đây rồi thế này. Đuổi này, cho mày đuổi này. Đấy, cho hai quả bom mà cho hết đi nhá. Tôi có hai hòn mà tôi cũng đáp hết rồi đấy. Chẳng còn cái gì mà giữ lại đâu. Ôi té nhanh cho lành. Bọn này nó tàng hình không nhìn được một cái gì. Nhưng mà những cái tiếng bước chân nó vang lên. Đây là những cái bước chân đưa mình lên thiên đường đây này. Té rồi. Cái jungle Clay này nó rất là tuyệt vời. Nhẹ, đẹp, lại còn đầy uy lực nữa. Đứa nào vào đây, mình mà lối máu lên mình xiên rồi cái thì cứ gọi là cái. Ui rồi mình nghĩ rằng anh đứng rình kìa. Thôi lại vào đây, bye bye, see you again. Chúc các bạn có một cuộc dẫn đuổi thật là tốt đẹp và đầy niềm vui. Hủy diệt cái bạn thề luôn, thằng này nó không tiến hóa chạy đù vãi trưởng ra, em không xoắn anh ơi. Ui tôi ra. Rồi bộ phim này sẽ đổi thành bộ phim cầm súng lục chạy zoom chứ không còn là bắn 3Z nữa rồi. Mày nhìn này. Được. Nói chung là tự nhiên được pha chạy hay quá. Thật sự các bạn ping rất là cao. Ê, mình đang chơi ping 105 đây này. Có lẽ vào một chú ác nó đổi cái tâm vuông rồi. Mình bắn thử mấy trận lại hay hay. Hôm nay đổi gió tí. Mình bắn cái tâm tròn 3-4 năm nay rồi, mình chưa đổi tâm đâu. Nhưng mà tại là cái trận này nó không bắn sung chính, chỉ bắn sung lục thôi, nên là mình chơi cái tâm này được. Chứ sung chính thì mình phải bắt buộc mình chơi cái tâm C cơ. Rũi nó mới lên đam. Úi xời. Rồi thế là thôi, thùng hàng kìa, chặn nhau làm cái gì. Để bây giờ thằng đấy kiếp đỏ đen một nũ. Kiếp zoom hết rồi. Này thì mày nhìn thấy bắn một lúc nó mới nhảy đam. Úi xời. Thôi xong. Vừa quay ra em thấy chị trong suốt. Nó chém vài phát còn thật sự mình rất ghê cái con này luôn. Con quái mới này. Nó mà mắc tiến hóa các bạn nhá, các bạn cầm thùng sơn VIP các bạn rũi nó vẫn chạy lên mầm. Rất là ghê. Ui nó chém. Khiếp, người ta mới là ăn mất giáp thôi. Nó quay lại nó trả sát thương. Còn nó 2000 máu này. Thằng này phải chơi hội đồng anh em ơi, lên anh em ơi. 14 thằng cơ mà sợ cái gì thằng này. Đúng rồi. Quánh vỏ mẹ luôn. Mày vừa đánh tao đúng không? Mày đứng lại nào. Mày đứng lại. Mình khá là thích cái chức năng đổi màu của súng VIP này. Bởi vì sau tầm 5 năm ấy, hầu như ai cũng đều sở hữu vật phẩm VIP rồi. Nên là vào phòng nó sẽ hơi nhàm một chút. Bây giờ mỗi người cầm một màu súng khác nhau, nó rất là đa dạng. Rồi thanh niên chạy rồi, định mệnh mình tưởng nó đứng im cơ. Ở trong lòng bạn ấy biến zoom, mày chịu một cú sốc tâm lý quá lớn. Mày sang đây á, nó ra nhanh thế. Anh em ơi, hiểm trợ anh em ơi. Ui giời ơi, nó bật chức năng đặc biệt, nó định giết người kìa. Chà mày đi ăn tao à. Sáu lòng đấy, người ta gọi đây là tình làng nghĩa xóm mà. Mình chết thì nó cũng phải chết theo thôi. Yểm trợ nhanh lắm. Ôi lên đây cao quan sát tình hình cho nó sướng. Ôi thằng này này nó cũng cầm một khẩu 3Z màu tím này. Đẹp phết. Đây là cái bảng màu 2. Mình mới sở hữu một bảng màu thôi. Nick đi mượn mà nó hơi nghèo một chút. Úi rồi. Đúng là nhân tố bị ẩn. Chúng tôi đề nghị phải cho bạn y tá này tham gia game show ngay. Một mình nó cua sạch cái bọn ở trên bàn thờ. May mà vừa nãy mình khôn mình té ở đây trước. Đứng ở trên đấy thì bây giờ em cũng xanh cỏ rồi. Nó chạy được rồi. Nó gọi thằng chồng nó ra luôn này. Vâng, đây là gia đình hạnh phúc văn hóa này. Anh diệt chị tá. Ôi định mệnh nó lại định ăn mình tiếp này. Ôi thế kiếp trước ta làm gì chúng mày mà sao bây giờ đòi kinh thế. Cái gì nó vừa phải chứ làm gì mà căng. Ôi còn có mấy đứa thôi. Bây giờ cố gắng chạy làm hero thôi anh em ạ. Rút khẩu sniper giờ là hơi khoai này. Nhưng mà trên cao này thì cứ xóa thôi. Cứ xóa thôi, đứng im hộ cái. Bây giờ người ta bắn slip ra gà mà cứ chạy nhong nhong như thế này thì bố thằng nào mà tỉa được. Rồi, vào cái bom này hero ơi. Tôi sẽ không ăn được tí kill đấy.
Pha đấy là hơi đồng đội rồi đấy. Đáp cả bom đấy là quá tinh tế rồi đấy. Trời ơi, nó tàng hình kìa. Chỉ nghe tiếng cọc 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 và cho cái chát một cái em mất đi cái giáp thôi. Tôi có nhìn thấy cái gì đâu. Mày giỏi mày lên đấy, mày giỏi mày chém của tao phát nữa tá. Dạng đến nhà đảm bảo tao đánh đi nhá. Không phải dạng vừa đâu, mà phải là dạng rộng ra. Ở còn có ba đứa, ba hero. Chia anh em ơi, chia mỗi đứa một con nhá. Không phải chúng mày tao nãy giờ ăn tao lòi hạng ra rồi đấy. Bội thực thì thằng nào đưa đi cấp cứu. Mày chạy nhanh thế. À, quay lại chém này. Cái tội lòng ngáo mà. Đầu gấu lại đấu với quân khu ạ bạn. Chảy phê lại cũng mút được một đứa. Mình test mấy cái khẩu súng ấy thì những cái khẩu như là Thompson này, JVK này, với cả là 3Z Iron này là nó sẽ không có đổi màu đâu, mà sẽ là con một con búp bê như cái khẩu khẩu M4 là một gay ấy, anh em gọi là một cách thô thiển là gay ấy, rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ chức năng đây vẫn chưa ra, nó mình chỉ có cái cho xem con búp bê thôi, là xem hàng đấy. Bây giờ nó xuất bản thì mình sẽ cho các bạn thưởng thức, mình thích lắm. Nhìn mấy con búp bê chất lừ mà còn cute đấy chứ. Đúng không? Úi giời ơi. Thề luôn ấy, mấy con này người nó bé nó thỏa mạ cái trình độ bắn ngắm của mình. Ui. Eo ơi, cái bọn này đi không thấy hình về không thấy bóng. Nó học cái thuật ẩn thân chắc là bọn này toàn bọn cuồng truyện Naruto thôi. Nó chạy đi. Úi giời ơi. Thôi thôi thôi. Không chơi con này, định mày gặp phải sát thủ rồi. Nó chém như thế thì bố tôi cũng không chạy được. Ôi giời ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Mình chạy đâu là coi cái chính kiến riêng của mình. Bọn kia lại bị lùa xuống sạch. Sợ thật đấy. Tôi 2V14 nó có số lên nó khập khiễng thế. Rồi hai đứa mà áo trắng xóa, mặt mũi thì lo choẹt, định giết mình nhá. Này thì cho chúng mày có choáng này. Đấy xuống. Này hack lão chưa? Pha đấy là hack lão, nhưng đứa nào nó không có lão đâu. Rồi vào lỗ rồi. Ôi giời ơi, cái gì đây? Hai vây xinh xinh. Ôi thôi thế là xong. Con kia đâu nhảy vào lỗ theo mình mới sợ chứ. Tiếp tục clip thôi. Lúc kia có người truy cập mất rồi. Cái này thì không có khẩu 3Z đổi màu. Thôi mình sẽ làm lốt khẩu Gatling Gun VIP anh em nhá. Khẩu này là có 6 giờ BK cộng đạn ấy, chứ không như mấy clip trước mình làm đâu, có tầm 5 khẩu với cả một khẩu đâu. Bây giờ mình sẽ cho anh em thấy thế nào người ta gọi là quay tay thần trưởng. Đây là môn võ công bí truyền mà những người nào nó phải có cái gì đấy người ta gọi là tiềm năng thì mới có thể ngộ ra được. Ồ, sao lại ít kill lên thế? Định mệnh như mình toàn quay đi đâu ấy. Thôi té thôi. Anh em ơi cho mình lên với. Lên đi, tiên sư thảo đáp quả choáng nhá. Nó bóng dái đồng đội như vậy là không được. Mình phải lọc 5 điều trước khi chơi zoom. 1. Yểm trợ đồng đội. 2. Làm hero là phải nhường hàng. 3. Không được chặn chỗ nhau. Nhanh thế. Ôi giời ơi, nhanh thế. Còn cứ đi. Rồi, giết nó luôn. Không cho nó đẻ trứng. Định mệnh nó chơi con ốt. Nó lại biến nó luôn này. Chơi antenna kinh chứ. Nó đứng lùi lại về sau một chút các bạn ạ. Bây giờ chỉ sợ y tá nó nhảy cao nó vào thôi. Chứ ba khẩu Gatling Gun đứng ở đây thì nói thật nhá, vào trong lồng zoom cũng khó chém phết đấy. Khẩu này nó xoay rất là tít. Cái hiệu ứng thì mình không về bàn nhiều, nó quá chất chơi rồi. Nó như là người rơi rồi. Đi zoom quá anh em ơi, lên đây đông đấu rồi kìa. Ôi thôi 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 thôi. Em đùa định mày chứ bây giờ. Thôi thui cái mồm hình. Cứ đùa cái gì là nó zoom nó cả đống vào đây luôn. Ăn choáng đây, may quá không nào đuổi này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cái thùng hàng. Trời ơi, nhớ quá định mệnh. Mới xa nhau có một tí thôi mà nước mắt đã lưng tròng rồi. Mày hồi máu à mày. Úi rồi úi, định mệnh nó nhìn thấy rồi. Thằng này nó chỉ cần dích điếu thuốc 5 giây thôi là mình cho nó về với tuổi thơ dữ dội ngay. Bây giờ để nó mắc máu là hơi khoai đấy. Y tá tâm lên đây à? Định mày phải đi lũi vào trong ngay. Mình cầm con này bắn mấy lần đứng ngoài toàn bị cho nó chém phát một thôi. Nó nhảy lên nó cho một phát. Ôi hết đạn rồi. Thôi xong. Nó không chết kìa. Mày ép tao. Đây đó. Mày ép tao biến đi nhá. Và dù y tá đã dùng những cái thủ đoạn rất là khốn nạn như là nhảy lên để khoe một số thứ màu đỏ, nhưng mà mình đã gạt bỏ đi mọi tạp niệm để tập trung chém zoom. Cái này nó tinh thần một người chiến binh bất khuất rồi. Phê quá.
Mình nói thật đấy, mình bắn khẩu Gatling Wood bên này nó chưa bộc lộ được nhiều sức mạnh của nó. Vì bên chơi map bằng lăng nó không có một cái chỗ nào nó thủ an toàn, nó không như bên mình. Bên xe Việt Nam mình có thể đứng ở trên thùng hàng lắp giờ PK VIP vào hơi ra một chút, nhưng mà bắn rất là sướng mắt. Chạy nhanh thế, khiếp. Anh em cùng hội cùng thuyền ở trên nóc nhà với nhau, người ta biến tơ một cái thôi, chạy nhanh thế. Mày đi đâu? Này, luôn luôn à, mũ tuần lọc này. Ôi, thôi được cảm TP khó đuổi rồi. Bao này toàn có full thô sơ VIP rồi, nên là nó dã đau lắm. Lên tùng hàng trước, bọn này đứng đông thì tự chúng nó đưa nhau vào chỗ chết đi thôi. Đấy, quay đây anh em ấn G cái là vào luôn này, rất là nhanh. Cái này nó là cái bài rồi, nó là gia truyền rồi, nó in trong sách giáo khoa từ thuở bao giờ rồi. Mà bây giờ anh em đưa nhau thì đây đứng nữa chứ. Úi giời ơi, team P dead L nó dã rồi không đi được đâu luôn. Khổ, đè đầu cưỡi cổ nhau thế. Định mệnh bọn này nó chèn lấn sổ đẩy kinh thật. Có tí hàng thôi mất hết cả tình anh em ra. Nó đứng trong lỗ không? Ơ đâu rồi? Đang định tạo cho bạn một sự bất ngờ. Hello. À nhảy à. Mày nhảy à. Mày úi giời ơi, 87 máu giết hello. Giết đâu cái. Rồi cảm ơn nhá. May quá, thằng này nó không ác ô vô nhân đạo, nó bắt mình đi hồi máu lại. À vào đây. Mày vào đây. Chạy đi đâu thì không trúng kìa. Mày xoẹt xoẹt tí nhỉ. À nhảy xuống dưới à. Mày húng này. Húng à. Không ăn được. Thôi còn một thằng trong nhà thôi anh em ơi, vào đây. Mình đang dẫn đầu người ta gọi là đoàn quân báo thù trong đảo hải tặc đây. Rồi lên nào. Đi đâu? Mày có biến không? Mày có chết không? Solo này. Solo này. Nghĩ gì mà solo với tơ. Rồi mình cũng dừng clip ở đây thôi nhá.